Om Muni Muni Mahamuni Yeswaha. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một Phật sư cho con hỏi là quả khi mình xem tâm của mình á, ví dụ như là mình dính mắt với đồ ăn này hả, thì mắt, nhưng mà khi mà con nhìn một món đồ ăn mà con tập trung nhiều quá thì nhiều khi những cái hình ảnh nó giống như là cái người làm đồ ăn đó hiện ra này, sau rồi đó là mình thấy cái đồ ăn nó vào như nào, rồi cái tâm mình thích như nào, rồi mình biết được sau khi mà mình thấy cái tâm mình thích như vậy thì mình biết được mình có thể là vì cái tác học, rồi có thể mình đọc nhiều gì đó thì con sẽ biết được là cái tâm tiếp theo nó sẽ là mình nhắm mắt ở đó. Thì khi mà con hỏi một vị thì nữa, nhưng mà con không nói về vấn đề này mà chị ấy dạy về niệm thọ, thì vị ấy nói là khi mà ăn á thì chỉ tập trung vào nhai chút, nhai chút nhai. Thì như vậy con vẫn đang băn khoăn đó, tại vì con chỉ có nhân duyên với vị đó có 1-2 ngày thôi nên là con cũng có hỏi nhiều. Thì con muốn hỏi sư là khi mà lúc ấy sư nói về thất giác chi thì con hiện giờ vẫn đang băn khoăn đó, là nếu như mà mình không theo dõi cái tâm mình tiếp đó, để mình trực diện, mình đối nhiệt diện với cái tâm của mình đó, mà thay vì mình làm như vậy mà mình chỉ tập trung vào cái nhai đục thôi thì nó có hại và nó có khác nhau không ạ? Cái phương pháp tu tập và ta gọi tu tập thiền thử nghiệm sinh vật Vipassana do một số cái thiền viện thiền đường đang giải các nơi đó gọi là thiền vận dụng. Thiền vận dụng tư mang đến đại niệm xứ. Và mỗi vị theo cái kinh nghiệm riêng của họ, họ xây dựng ra cái phương pháp niệm. Trong thực tế bài kinh đại niệm xứ là để thấy ra toàn bộ cái vận hành, cái hoạt động của thân thọ tâm pháp, chứ không phải để biến chúng thân đề mục theo cái lỗi thì mình bây giờ nói là nhai được ngồi nên vân vân, cũng như bên kia chẳng hạn như hơi thở vô ra vân 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 vân, hoặc là để hơi thở vô một hai ra ba một vân vân, tất cả cái đó nó đều dẫn đến một cái kết quả, đó là giống như thiền đường, trạng thái vạn lạc của thiền đường, chứ nó không thể rõ được cái bằng tâm hoặc bằng tính của hiện tượng sự vật. Trong đời hôm nay các cái động tác ăn nhai thế nào, nuốt thế nào, ăn thế nào nó không quan trọng gì. Mà thứ nhất, yếu tố tinh tạo sản xuất để soi sáng cái diễn biến của thân và phản của tâm mới là quan trọng. Cái thân theo tự động lập trình nó ăn nó nhai cái này kia, có nhai nhân hay nhai chậm thôi. Gặp vật cứng vật mềm thế thôi, định diễn ta như vậy. Mặt khác, để phản ứng của mình khi ăn đó, mình dường như đúng đối với khi mình nhai thức ăn, hay mình thích khi mình nhai thức ăn, hay mình ghét khi mình nhai thức ăn, cái phản ứng tâm mình khi đó và cái động tác nhai đi nhai lại, nhai tới nhai lui không, nó phải được phản ứng đúng mức. Vì cái thực tài nó diễn ra vậy thì nhai một lúc hết nhai, có thích nữa, sau một lúc thích thì nó cũng hết thích, ghé nữa một lúc hết ghé,
Phật là dựng dẫn đến một lúc là sự đổi trạng thái cũng dựng dẫn nữa. Tức là những cái phản ứng, những cái đang nghiệm ra ở thân mà lắm á, mình chỉ phản ảnh, soi sáng phản ảnh chúng lại. Và chúng sinh chủ nghiệp, chúng sinh chủ nghiệp thế thôi. À, nói theo lý luận nói là nhai mà không có tôi nhai, nuốt cũng không có tôi nuốt, ghét cũng có tôi ghét, thương cũng có tôi thương. Tất cả chỉ là các trạng thái thân và tâm đang diễn ra sinh và diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Chư Cha Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Chư Cha Mâu Ni Phật. Om Muni Muni Maha Muni Yeswaha.